Đây là một cây song hình, song hình lá dài nè anh em. Song hình lá dài rất nhìn rất đẹp. Đây, hò của nó đây. Hò của nó đây anh em, đó màu tím rất là đẹp. Đây đó, lá nhìn cũng rất là phê luôn, lá dài đó. Lá dài chì râm rất là nhiều, hoa chùm nữa. Đây hoa đây anh em, đó hoa chùm đó, chì này đó, chì lá này rất là đẹp. Cây này tàn cũng rất là cứng. Cây này hành gốc cũng phải 60. Hành gốc 60. Hoa chùm rất là đẹp, hoa chùm lá dài hoa chùm rất là phê anh em, chi dày đó, cây đang rất là hoa rất là đẹp đây, hoa đây. Tàn của nó rất là khổng lồ. Đây, anh em có thể nhìn viên cái tàn của cây này. Giới thiệu với anh em đây là một cây song hình rin nữa, cũng lá dài luôn. Đây, rất là đẹp này. Hoa thì hoa chùm nha anh em. Hoa chùm. Đây, hoa của nó đây. Hoa của nó đây. Đây nét không được. Đó, hoa của nó đó. Đây hoa đây. Đó. Hoa chùm rất là to. Cái này tàn rất là khủng khiếp. Anh em có sợ thêm cái tàn của nó ha. Đó. Tàn chiều ngang này ước tính cũng phải 3 mét. Chiều cao khoảng 2 mét, hơn 2 mét.
Đây, đá của nó là zin này, sông hình zin nha anh em, đá dài. Đó, quay toàn cánh cây cho anh em coi. Bộ tán zin rất là đẹp, cây da đen. Đây, đây, chi cành rất là già, càng cỗi. Đó, đường thân uốn éo, đường lách rất là đẹp, rất là bắt mắt. Đó, anh em xem toàn bộ cái thân nó này. Đó, đế. Cái tàn, tàn to, đẹp. Đó. Chỉ cần già anh em, trồng rất là lâu rồi. Đó. Đây, nguyên bộ chi tàn của nó đây, rất là đồ sộ đây. Cái này hành phải 60, hành 60 nha anh em. Đây, cái gang tay của mình 20 phân chưa hết đây, hết chứ hết cây đây, mới tới chỗ đây, còn một khúc ra đây nữa. Đây là bộ đế. Đó, cây rất là già cỗi. Đây, anh em so với cục gạch là không xi nhê gì nha anh em. Cục gạch chỉ bằng to hơn cái thân trên kia một tí thôi đó, thân đó. Còn bộ đế rất là khủng khiếp, đế rất là đẹp. Đó, đế đây anh em. Cây này một cốt nhưng mà nhiều thân. Một cốt đây, một thân, hai thân, ba thân, bốn thân, năm thân, sáu thân. Thân này. Đó. Cây chi. Chi già càng cỗi đây, chi đây. Đó.